tuyến đường dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp dọc sông Tô Lịch của thành phố Hà Nội lần đầu tiên được đưa vào sử dụng cách đây 3 năm. Đến nay, thay vì phục vụ người dân đi bộ, tuyến đường này đã trở thành nơi vứt rác. Án ngữ ngay tại lối của tuyến đường đi bộ kết nối với khu vực ga đường sắt trên cao là một ụ cát lớn. Rác thải, những ổ gà, viên nứt là những thứ có thể dễ nhìn thấy tại tuyến đường đi bộ này. Theo người dân sống quanh khu vực, tuyến đường thường xuyên vắng người đi bộ. Lâu nay ít lắm, không có ai đi cả. Không có mấy. Những cái cát rồi các thứ đổ đang làm đường làm kia đấy, không có người đi. Không đâu. Chả có ai đi bộ mấy cả dưới đấy cả. Không chỉ riêng tuyến đường dọc sông Tô Lịch, nhiều hạ tầng giao thông dành riêng cho người đi bộ cũng bị bỏ không, ít sử dụng. Nhìn tại tuyến cầu vượt đi bộ tại khu vực Chùa Bộc, thay vì sử dụng cầu đi bộ cho an toàn, nhiều người lại đi bộ trực tiếp dưới lòng đường. Còn khu vực lên xuống cầu đi bộ nay trở thành khu tập kết xe rác. Ngay phía lối đi lên của tuyến cầu bị che bởi xe rác và rác thải. Theo tôi là các công trình vượt hoàn chung thì phải nên đảm bảo cái an toàn vệ sinh và an ninh, nên lắp đặt các cái hệ thống camera an ninh để mà theo dõi. Cần phải có một cái chi phí bảo gì thì bảo dưỡng thường xuyên. Chưa kể cái chuyện là người ta ngồi trên đó người ta bán hàng rong các thứ hoặc là các cái tệ nạn khác. Hiện trên toàn thành phố Hà Nội có hơn 20 hầm đi bộ và hơn 40 cầu vượt đi bộ đang được sử dụng. Tuy nhiên, nếu không có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức đi bộ đúng luật cũng như xây dựng, quản lý không gian đi bộ thuận tiện hơn cho người dân, tình trạng các công trình dành cho người đi bộ được xây dựng ra và bị bỏ không như thế này vẫn sẽ xảy ra trong thời gian tới.